Thu Hà và Phạm Châu rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Miền Đông 24 giờ được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh BTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Kính thưa quý vị, muốn tăng cường sức khỏe, chữa bách bệnh nên nhiều người tin rằng mật của các loại động vật là thần dược. Không riêng mật cốc, gấu, rắn, mật gà hay trâu bò cũng thường được người dân lựa chọn. Thế nhưng sự thật có đúng là như vậy hay không? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đón xem phần sau của chương trình. Còn bây giờ, Thu Hà mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 9. Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo bệnh, heo chết chuẩn bị lên bàn ăn. Tai nạn thương tâm khiến 16 người thương vong tại Lai Châu. Đội hiệp sĩ Bình Dương lật mặt tên lừa đảo trên mạng xã hội. Thần dược mật động vật, bổ lắm, hại cũng nhiều. Kính thưa quý vị, một ngôi chợ được xây khang trang vào năm 2009, thế nhưng chỉ chưa đầy 10 năm sau, công trình này lại đang trong tình trạng có thể sập bất cứ lúc nào khiến các tiểu thương vô cùng lo sợ. Cũng chính vì sợ chợ sập cho nên các tiểu thương ở chợ xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông phải bỏ ra lề đường buôn bán. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao mà còn làm mất mỹ quan, khiến cả người dân lẫn tiểu thương rất bức xúc. Chân trụ sắt hoen rỉ, đứt lì, mái tôn thủng nhiều nơi, người dân phải tự vá víu như thế này. Khu chợ lồng tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ rất cao. Tiểu thương lo sợ nên đồng loạt kéo nhau ra ngoài buôn bán. Người thì ra lề đường, người buôn bán ở ngã ba đông người qua lại, gây nên tình trạng lộn xộn, tranh giành chỗ buôn bán, tranh giành khách hàng khiến nhiều tiểu thương bất bình vì những người trong chợ thì mất khách, người ở lề đường thì khách mua nườm nượp. Giờ mong muốn là giờ tiếp tục có chợ lồng để mà bán. Cái thứ nhất, tất cả trên đường kia đi. Cái thứ nhất là cho an toàn học sinh đi học ở đường. Còn cái thứ ba là phải dẹp ở trên kia và giấy phép kinh doanh phải kiểm tra lại, rút về để có chợ. Trong nhà lồng chợ của tôi là 8 lô là kinh doanh, nhưng mà hiện bây giờ là kinh doanh là không có khách. Khách là người ta đi ra đường hết, người ta không có, người không ghé vào đây. Tại vì những người người ta bán đồ tươi sống là người ta dọn hết ra ngoài đường rồi. Là ở trong là không có khách. Không vào thì trong nhà lồng bây giờ làm nó đầu tư bao nhiêu tiền bạc. Người dân bỏ ra biết bao nhiêu tiền đầu tư vào đấy, giờ này vốn nằm chết. Không kinh doanh được thì đương nhiên đồ đạc của tụi tôi thời gian nó hết hạn là vứt đi chứ làm cái gì. Chợ lồng Đắk Nờ Đờ Rung được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009, nhưng đến nay các hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ rất cao. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nờ Đờ Rung đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song và đang chờ phương án giải quyết. Thì việc này đã được đầu tư lâu, hiện nay thì một số cái kia ốt bán hàng, đặc biệt là cái kia ốt hàng rau thịt hiện nay xuống cấp. Thì với cái phương án này thì trước đây là về mặt trách nhiệm quản lý thuộc Ủy ban dân xã, nhưng mà thời gian gần đây á là Ủy ban dân huyện có một cái phương án chuyển đổi quản lý chợ. Thì tới đây về cái thống kê thẩm định thì phòng kinh tế hạ tầng đã xuống làm việc phối hợp với Ủy ban dân xã. Thì tới đây khi mà có quyết định của Ủy ban dân huyện nó được phê duyệt thì sự quản lý này thuộc về huyện. Trong khi chờ phương án giải quyết của huyện Đắk Song thì người dân vẫn họp chợ trên lề đường. Các khu vực chợ tự phát dần dần hình thành và nhiều tiểu thương bên trong chợ lồng thì vẫn mòn mỏi trong ngóng việc nâng cấp, cải tạo chợ lồng cũng như lập lại trật tự trong kinh doanh vì nguồn sống của gia đình họ đều đang ở đây. Bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và được khán giả hết lòng chờ mong. Để đáp lại tình cảm đó, mới đây teaser MV nhạc phim vừa được nhà sản xuất công bố với sự xuất hiện của hai diễn viên Khả Ngân, Song Luân. Teaser đã khiến cho khán giả thích thú khi hé lộ những hình ảnh đầy tình cảm của cặp đôi diễn viên chính trên nền ca khúc Bên Em Là Anh do ca sĩ Nguyễn Hà thể hiện. Bên Em Là Anh là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh. Bài hát là một bản tình ca đẹp và lãng mạn mà Hậu Duệ Mặt Trời Việt Nam dành tặng cho khán giả trước thời điểm lên sóng. Ca khúc thuộc thể loại pop ballad, được ghi hình ở bãi biển Bãi Dốc Phú Yên. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy trắc trở của hai nhân vật chính. Liệu cuối cùng Khả Ngân có thể gặp lại được người yêu không khi mà Song Luân đang thực hiện những nhiệm vụ rất nguy hiểm? Tất cả sẽ được bật mí trong MV OST Bên Em Là Anh được ra mắt vào ngày 17 tháng 9 tới. Không chỉ làm nức lòng khán giả với giọng ca ngọt ngào trong các bản thu âm chỉnh chu hay trên các sân khấu lớn, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc còn khiến nhiều người thán phục bởi khả năng hát live rất tốt của mình. Mới đây thì nam ca sĩ ngẫu hứng hát live ca khúc Cắn Rứt trong một cửa hàng điện tử đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Ưng Hoàng Phúc hát ca khúc Cắn Rứt tại một cửa hàng điện tử đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.
Dù nam ca sĩ chỉ ngẫu hứng hát một đoạn ngắn nhằm kiểm tra thiết bị âm thanh, nhưng nhận được nhiều tiếng xuýt xoa cổ vũ của những người xung quanh. Xem video, nhiều người khen ngợi Ưng Hoàng Phúc hát hay như mở đĩa. Vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của các nghệ sĩ độc lập được giới chuyên môn cũng như công chúng đánh giá như là một nét thú vị của đời sống âm nhạc Việt Nam. Vũ là một trong những cái tên nổi bật trong cộng đồng này, bên cạnh những đại diện tiêu biểu như Ngọt và Đà Lạt. Với những ca khúc tự sáng tác và trình bày như Lạ Lùng, Phút Ban Đầu hay Đông Kiếm Em, Vũ nhanh chóng gây chú ý trên các kênh tiếp cận quen thuộc của nghệ sĩ indie như là SoundCloud, YouTube. Và riêng ca khúc Lạ Lùng của nam ca sĩ trẻ cũng đạt đến 41 triệu lượt nghe. Vũ thông báo chính thức ra mắt album đầu tay cùng live show mang tên Hành Tinh Song Song. Chia sẻ về dự án, Vũ cho biết sau khi những ca khúc của Vũ được khán giả đón nhận, anh đã suy nghĩ nhiều về quyết định có theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp không, vì điều này sẽ là một quyết định lớn trong cuộc đời anh. Cuối cùng, Vũ đã lựa chọn âm nhạc. Live show Hành Tinh Song Song được tổ chức vào 19 giờ ngày 21 tháng 9 đã bán sạch 3.000 vé chỉ trong vài giờ phát hành. Riêng album cùng tên cùng 8 ca khúc sẽ phát hành vào tháng 10. Khác với bản tình ca ủy mị trước đây, Vũ tìm tòi màu nhạc mới nhờ sự kết hợp với nhà sản xuất Andre Ngô và ban nhạc Skyline Beyond Auris. Kính thưa quý khán giả, trong quan niệm của dân gian, mật động vật là loại thuốc quý có thể chữa được nhiều loại bệnh. Chính vì thế mà không ít người bất chấp thời gian, tiền bạc để lùng mua nhiều loại mật được cho là quý hiếm và bổ dưỡng này. Bổ dưỡng là thế, tuy nhiên đằng sau những loại mật động vật được cho là thần dược này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hại, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vậy thì công dụng mật động vật là bổ dưỡng hay độc hại? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Cái mật động vật á, tôi thì bản thân tôi không hay uống. Nhưng khi lên những cái trang mạng xã hội Facebook rồi đó thì tôi thấy người ta đa phần người ta uống nhiều, tôi nghe quảng cáo là cái gì là bổ sức khỏe, tăng cường sức lực gì đó. Mật của động vật như gấu, như trang, như là rắn hổ đồ, tất cả những cái động vật đó nó đều có tác dụng. Tôi cũng có mua mật gấu để tôi dùng để uống nhỏ vô để uống cho nó sáng con mắt, và còn mật trang đó là dầm rượu để uống trong cái các bữa ăn. Dẫu chưa biết công dụng mật động vật mang lại đến đâu, nhưng hàng năm số lượng người ngộ độc, thậm chí tử vong vì mật động vật càng nhiều. Mới đây nhất là trường hợp của anh DVJ, 37 tuổi, quê Tuyên Quang, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau quằn quại, đi ngoài liên tục, nôn ra dịch vàng nâu. Được biết, để chữa bệnh, gia đình đã nấu cho anh này món canh đắng với mật cá chấm để ăn riêng. Thế nhưng, chỉ một tiếng sau khi ăn, anh phải nhập viện, phải rửa dạ dày cấp cứu. Trước đó, vào đầu tháng 7 năm 2017, tại Đồng Hới, một bé trai cũng phải nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái toàn thân. Thông tin từ người nhà bé cho biết, do nghe nói nếu trẻ uống mật khỉ thì khi sốt sẽ không bị co giật, nên đã cho bé uống 5 giọt. Không ngờ sau khi uống, cháu lên cơn khó thở, tím tái. Không riêng gì mật gấu, mật trắng, mật ba ba, mà thậm chí mật cá chấm, mật cốc cũng là lựa chọn của không ít người. Hầu hết trong mật động vật thường có các thành phần, các axit mật, muối mật, sắc tố mật, cholesterol. Trong y dược học cổ truyền phương Đông, quả thực nhiều loại mật động vật đã được nhắc đến để làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, mật động vật không được coi là thuốc bổ mà là thuốc bệnh. Khi dùng phải hết sức thận trọng về liều lượng, phương thức bào chế, cách sử dụng và nhất thiết phải có sự chỉ định theo dõi của các thầy thuốc có chuyên khoa. Ví dụ như mật cá trắm hoặc mật con cóc thì về dân gian thì nghĩ là những cái mật này tốt cho sức khỏe, nhưng mà cái độc chất của nó rất là cao, đặc biệt trong mật cá trắm hoặc là trong mật con cóc thì cái nguy cơ nó chứa những cái độc chất mà có thể gây tổn thương thần kinh, tổn thương hô hấp, và người ăn phải thì có thể ngộ độc dẫn đến suy hô hấp, dẫn đến tổn thương thần kinh, rối loạn chi giác và có thể nguy hiểm tính mạng ngay tức thì. Thực tế trong cơ thể của chúng ta cũng có mật đủ để đảm đương cho hoạt động tiêu hóa thức ăn hàng ngày, do đó việc đưa thêm lượng mật từ bên ngoài vào là không cần thiết. Đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh tác dụng của các loại mật động vật, nhưng tác hại thì đã nhãn tiền. Đó là chưa kể đến việc, vì mục đích trục lợi, gian thương còn chế biến các loại mật giả bằng cao dược liệu không rõ nguồn gốc. Nếu không may dùng phải, người dùng sẽ dễ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Vấn đề thứ nhất là các loại mật này nó không phải là tất cả đều tốt cho cơ thể, bởi vì bình thường cơ thể chúng ta vẫn tiết ra các mật, và nếu như chúng ta sử dụng cái với lượng mật nhiều quá thì cơ thể nó sẽ cùng với cái lượng mật cơ thể tiết ra thì khi đào thải qua gan qua thận nó sẽ gây tổn thương cho gan cho thận.
Cái thứ hai là mật của các loài động vật thì cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Và khi chúng ta sử dụng thì nguy cơ không biết là cái tác dụng chính có hay không, nhưng mà chúng ta sẽ đối nhập mặt với những cái tác dụng, những cái nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là những cái vi trùng, những cái vi sinh, những ký sinh trùng từ ở trong mật động vật. Và cái thứ ba nữa là trong vật, các loại động vật thì có cái thành phần, một số thành phần tạp chất, đặc biệt là cái kim loại nặng cũng khá là cao. Và khi những cái kim loại này khi vào cơ thể thì nó sẽ tổn thương cho các cơ quan trong cơ thể. Cũng theo các chuyên gia, sử dụng mật không đúng cách có thể gây tổn thương về tiêu hóa, nhiễm trùng tiêu hóa, tổn thương gan thận, lâu dài dẫn đến tăng tỷ lệ ung thư. Đặc biệt nguy hiểm nếu sử dụng các loại mật động vật như vịt, cá trắm, ba ba, bởi chúng sống trong môi trường nước không đảm bảo vệ sinh, mà có thể chứa nhiều ký sinh trùng. Khi sử dụng, vi khuẩn ký sinh trùng theo đó vào cơ thể tác động, gây áp xe gan, dị ứng. Bên cạnh đó, cách lấy mật bảo quản cũng là những điểm người tiêu dùng cần hết sức lưu ý. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0898 45 42 44. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Quý vị cũng đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 18 giờ chiều mai để đón xem chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ. Còn bây giờ, Phạm Châu và Thu Hà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.